Thời điểm cuối năm học, bên cạnh tăng cường ôn tập cho đợt kiểm tra cuối học kỳ 2, nhiều trường học cũng đã tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm tăng cường gắn kết và tương tác xã hội cho học sinh. Ngoài việc tăng cường kỹ năng sống, các kiến thức được truyền tải thông qua những hoạt động ngoài giờ lên lớp cũng trở nên sinh động và hiệu quả hơn. Ngày hội đọc sách của học sinh trường tiểu học Phù Đổng diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa, bổ ích như kể chuyện theo sách, giới thiệu sách, trao đổi sách, thi hóa trang, vẽ tô màu nhân vật em yêu thích, trang trí không gian đọc sách tại lớp, niềm vui từ việc đọc sách, những kiến thức thú vị mới mẻ từ trang sách, nhờ vậy dễ dàng đến với học sinh. Ngày hôm nay con tham gia hội sách ở trường, con thấy rất là vui. Con mong là nhà trường tổ chức thêm nhiều hoạt động để vui chơi, để sau giờ học con có thể được giải trí. Những bài học lý thuyết có thể không khiến học sinh nhớ lâu, song khi được thực hành hay khi có điều kiện áp dụng thì sẽ là bài học bổ ích ghi sâu vào trí nhớ của trẻ. Vì vậy, các hoạt động ngoại khóa trong và ngoài khuôn khổ nhà trường đều cần được tổ chức gắn với kiến thức trong chương trình học. Chính việc này giúp cho các em thoát khỏi các lớp học truyền thống, cách tiếp thu kiến thức một chiều và chuyển sang hình thức học tập sinh động, chân thực. Song song với cái việc là học tập ở trên lớp thì nhà trường cũng đã có những cái kế hoạch trong thời gian đến để tổ chức cho các em vừa học tập vừa tham quan trải nghiệm. Và cái kế hoạch tiếp đến đây của nhà trường sẽ là những cái hoạt động trải nghiệm thực tế tại các khu di tích lịch sử, các vườn rau, rồi các địa điểm danh lam thắng cảnh, vân vân, để cho các em được tìm hiểu về lịch sử địa phương. Sau hơn 6 tháng nghỉ dịch thì các em học sinh học online ở nhà, cái vấn đề tâm lý của các em có những sự thay đổi rất là rõ. Nhà trường muốn cải thiện về tâm sinh lý cho các em thì nhà trường muốn kết hợp từ cái việc giáo dục đến cái hoạt động ngoại khóa, thì nhà trường tổ chức cái ngày hội cho các em để nhằm cho các em có cái sự vui chơi, chia sẻ cùng các bạn trong ngày hội và từ đó các em học tập tích cực hơn. Sau một thời gian dài tạm ngừng vì dịch COVID-19, những hoạt động ngoại khóa đã mang lại nguồn năng lượng mới cho trường học. Tuy nhiên, để tránh việc các hoạt động trải nghiệm mang tính hình thức, cần đa dạng hóa các phương pháp tổ chức hoạt động, chú trọng đẩy mạnh thực hành thông qua những buổi học ngoại khóa để giúp học sinh vừa tiếp thu kiến thức, vừa trau dồi thêm kỹ năng sống.